sinh của trường trung học cơ sở Tỉnh Lâm đã gửi đến đại hội thể dục thể thao huyện Như Xuân lần thứ 8 lòng biết ơn sâu sắc để các thế hệ cha anh đã bảo vệ trái đất non sông gấm vóc Việt Nam. Tự hào có vinh dự được đại diện cho thế hệ trẻ quê hương Lương Sơn, chúng em nguyện làm theo lời các thầy, chăm học, chăm làm, đoàn kết, sáng tạo, sau này góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.